Xin kính chào quý vị và các bạn. VinFast cuối cùng cũng sáng mắt nhận ra anh bị đôi gian phu dâm phụ Long Đầu Bạc và Mỹ Linh dắt mũi. Hóa ra dự án trung tâm thương mại cũng như lô đất ở khu công nghiệp chỉ là cái bẫy bọn chúng giăng ra để hòng bòn rút tiền của Hưng Thịnh. Anh chỉ muốn chạy tới ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Nhưng khi trấn tĩnh lại, anh hiểu anh không phải đối thủ của tên giang hồ máu lạnh như Long. Nhưng để tâm huyết cả đời của ông ngoại, tâm huyết của cả Ngô gia đổ sông đổ biển là điều không thể. VinFast hối hận tìm gặp ông Hưng và Vinh Hiền, cầu xin họ cứu anh, cũng như tìm cách đưa Hưng Thịnh thoát khỏi bờ vực phá sản. Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Sau khi cái thai giả của Ngọc bị phanh phui, may mắn VinFast đã nhanh trí, dùng tiền uy hiếp khiến cô nàng không dám khai ra chính anh là chủ mưu mà chỉ nhận là nạn nhân. Dù thế nào đi chăng nữa, sau chuyện này thì ông Hưng cũng thất vọng ra mặt. VinFast tự nhủ, Phát à, mày không được nản lòng, chỉ cần dự án hợp tác với Hà Long thành công, ông ngoại sẽ có cái nhìn khác, mày nhất định không thể thua trước Vinh Hiền. Những ngày VinFast lao đầu vào công việc, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, ông ngoại và cả hội đồng quản trị sẽ nhìn anh với con mắt thán phục. Nhưng rồi trong một lần kiểm tra tiến độ dự án, bỗng một số người dân xuất hiện, tranh chấp quyền sử dụng đất. VinFast chạy đến phân trần. Xin lỗi mọi người, chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó. Họ chẳng thèm đôi co với anh, họ lấy ngay cuốn sổ đỏ đập vào mắt. Chuyện rõ như ban ngày thế này, bảo nhầm lẫn là sao được. Nếu các anh không tháo gỡ toàn bộ công trình, thì chúng tôi sẽ khởi kiện. VinFast đổ mồ hôi hột, anh vội vã trở về tìm hiểu toàn bộ tính pháp lý của dự án. Lúc này mới tá hỏa phát hiện nhiều vấn đề. Anh chột dạ kiểm tra từng dự án của lô đất khu công nghiệp mà Long Đầu Bạc và Mỹ Linh vỗ ngực nói rằng đây là mỏ vàng. Chết lặng khi nhận ra chẳng có khu công nghiệp nào được xây dựng cả. Đã vậy, những hợp đồng mua bán thực chất chỉ là giả mạo, đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền của anh, tiền của Hưng Thịnh sẽ đều chảy vào túi riêng của Long và Linh. VinFast gục ngã. Lũ khốn, sao chúng mày đối xử với tao như vậy? Tao sẽ liều mạng với chúng mày. Nhưng rồi khi bình tâm suy xét lại, nếu ba mặt một lời với bọn chúng, chắc chắn sẽ chẳng được lợi gì. Vì Long đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cũng sẽ có những phương án dự phòng chối tội. Dù sao, VinFast là người giỏi giang bản lĩnh, anh phải nghĩ cách để Long Đầu Bạc bị cảnh gây ông đập lưng ông. Sau khi phân tích tương quan lực lượng, anh hiểu một mình anh thân cô thế cô sẽ không phải là đối thủ của Long. Anh càng không thể khoanh tay đứng nhìn tập đoàn Hưng Thịnh thay tên đổi chủ. Giờ cách duy nhất để đập tan âm mưu của Long chính là cả đại gia đình Ngô gia đoàn kết lại, gạt bỏ sĩ diện. VinFast lúc này đành phải thú nhận với ông Hưng và Vinh Hiền. Bước vào phòng, thấy ông Hưng và Vinh Hiền nói chuyện vui vẻ, VinFast thấy xấu hổ vô cùng. Anh lấy hết dũng khí, quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng. Ngoại ơi, anh hai ơi, xin mọi người cứu lấy con, cứu lấy Hưng Thịnh. Vinh Hiền chạy tới đỡ lấy VinFast. Có chuyện gì vậy, em cứ đứng lên đã. Ông Hưng tỏ thái độ bình thản, ông biết rõ được tính cách và dã tâm của cậu cháu trai này. Ông đã lường trước được VinFast sẽ sớm gây họa. Ông đanh giọng. Phát, đứng lên đi con, có gì chúng ta cùng giúp. Nhưng con phải nói rõ là đã gây ra chuyện gì, nhớ là không được giấu giếm bất kỳ chi tiết nào cả. VinFast đứng dậy, anh cúi gằm mặt, lý nhí kể lại. Ngoại à, anh Hiền à, con xin lỗi vì dự án khu trung tâm thương mại hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh đang gặp sự cố về vấn đề pháp lý. Con e rằng việc thi công không thể tiếp diễn. Vinh Hiền chất vấn. Phát à, chẳng phải em đã tìm hiểu rất kỹ dự án lần này, em đổ rất nhiều công sức, tại sao lại để xảy ra sai sót? Anh không còn từ nào để biện minh cho hành động của bản thân, chỉ vì tính háo thắng, chỉ vì anh dại dột, đặt trọn niềm tin vào cô nàng Mỹ Linh, chỉ vì Long Đầu Bạc làm việc quá tinh vi và kín kẽ. Ông Hưng nhẹ nhàng ôn tồn. Dù gì, Hưng Thịnh mới rót một phần vốn nhỏ, còn tiền ở giai đoạn 3 vẫn đang trong tay con mà đúng không? Đúng như theo thỏa thuận, dự án được chia làm 3 giai đoạn. Ở 2 giai đoạn đầu, nguồn vốn chủ yếu là công ty Hải Long. Tới giai đoạn nước rút mới là tiền của Hưng Thịnh đổ vào. Nếu đúng như lời của ông Hưng, thì Hưng Thịnh vẫn chưa chịu nhiều tổn thất. Nhưng bất giác, VinFast òa khóc. Ngoại ơi, con có lỗi với ngoại. Ông Hưng hiểu rằng chắc chắn có chuyện chẳng lành. Ông gặng hỏi. Thế còn chuyện gì con mau nói ra đi. Ánh mắt VinFast đầy tội lỗi, anh nghẹn ngào. Ngoại ơi, số tiền đó con đem để lấy một lô đất khác. Con cứ nghĩ lô đất đó ngay cạnh khu công nghiệp.
Con chỉ đầu tư trong thời gian ngắn, sau đó thu hồi vốn trả về cho Hưng Thịnh. Nhưng nào ngờ... Ông Hưng vội vã chen ngang. Nào ngờ làm sao, con nói nhanh đi. VinFast không dám nhìn vào mắt ông ngoại, anh lấy hết can đảm. Nào ngờ chẳng có khu công nghiệp nào cả, lô đất đó không có chút giá trị, con đã mua với giá trên trời. Ông Hưng đứng hình, chẳng cần nói cũng biết, số tiền hàng trăm tỷ đồng cứ vậy mà bốc hơi. Nhưng điều đáng lo là số tiền đó là vay ngân hàng. Nếu đến thời gian đáo hạn, Hưng Thịnh không xoay được, chắc chắn tập đoàn sẽ gặp khó khăn về tài chính. Đáng ngại hơn nữa, các cổ đông và nhà đầu tư biết được, họ sẽ ồ ạt rút vốn. Lúc này, Hưng Thịnh chỉ có nước phá sản. Ông Hưng lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng, VinFast vẫn bao biện. Ngoại ơi, là do Hải Long và Mỹ Linh cấu kết đưa con vào bẫy, con nhất định phải liều mạng với bọn chúng. Ông Hưng cau mày. Con tưởng dùng nắm đấm bây giờ là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Con đừng đổ lỗi cho người khác. Bọn chúng dí dao vào cổ, bắt con phải ký à? Tất cả là do con. Nếu con không tham lam, không nóng vội, thì làm sao xảy ra chuyện này? VinFast ngoan cố cãi lại. Ngoại à, con chỉ muốn tốt cho Hưng Thịnh. Ông Hưng mỉa mai. Tốt cho Hưng Thịnh hay tốt cho bản thân của con? Ngoại đã dặn anh em tụi con từ nhỏ, làm việc gì cũng phải tính trước tính sau, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Nhưng con lại xem lời nói của ngoại chỉ là để cho vui. Trong cơn tức giận, bệnh tim của ông lại tái phát. Vinh Hiển thấy vậy chạy đến đỡ ông ngoại. Ngoại ơi, ngoại không sao chứ? Để con gọi bác sĩ. Ông Hưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ngoại không sao con à? Thấy tình hình căng thẳng, Vinh Hiển nháy mắt ra hiệu cho Vinh Phát. Phát, chuyện này là lỗi của em. Giờ chúng ta cần làm là giải quyết hậu quả, không phải ở đây chất vấn xem ai đúng ai sai. Vinh Phát ăn năn. Ngoại ơi, con sai rồi. Vinh Hiển nhẹ nhàng. Ngoại à, chẳng phải số tiền đó vẫn chưa đến hạn trả nợ hay sao? Còn thời gian, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ngoại à, dự án khu chung cư sắp mở bán, dự án Phú Quốc cũng chuẩn bị đưa vào hoạt động. Thời gian tiếp theo sẽ có một nguồn tiền lớn đổ về. Con sẽ đi tìm thêm đối tác. Con tin chỉ cần chúng ta đồng lòng, Hưng Thịnh sẽ vượt qua được sóng gió lần này. Rồi anh nhìn sang Vinh Phát, động viên em trai. Phát à, em không nên trách bản thân làm gì nữa. Giờ em cần là chứng tỏ năng lực của mình, cùng anh lấy công chuộc tội. Dù ông Hưng biết Vinh Phát càng ngày càng lầm đường lạc bước, nhưng không thể nào ngờ rằng anh lại tạo ra nghiệp lớn như vậy. Cũng may trong hoàn cảnh này, ông vẫn còn Vinh Hiển ở bên. Ông tin đây là thử thách để chứng minh năng lực của Vinh Hiển, khiến Vinh Phát phải chịu thua tâm phục khẩu phục. Ông Hưng và Vinh Hiển sẽ có kế sách gì để đánh bại Long Đầu Bạc? Và Vinh Phát sau vụ việc lần này có thật sự thành tâm hối cải, quay đầu hoàn lương? Để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.